Tài Lộc 888 dọc đơn hàng, giúp hàng ngàn bạn thương gia cung cấp đơn đặt hàng, thu vào hàng tỷ tiền hoa hồng. Đây là lời từ quảng cáo của ứng dụng Tài Lộc 888. Giật đơn trên Tiki sẽ được hưởng hoa hồng 0,25%. Trên Shopee, gói VIP hưởng hoa hồng 0,5%. Trên Lazada, hưởng 0,35%. Muốn có cái gọi là giật đơn, thì người tham gia phải bỏ tiền thật để mua các gói có giá trị từ 390.000 đồng đến gần 2 triệu đồng. Sau khi giật đơn hàng thành công, thì tiền mua hàng và hoa hồng sẽ về tài khoản của người tham gia để có thể kiếm các đơn hàng khác. Chào mời hấp dẫn là thế, nhưng rất ít người nhận ra đó là không đúng sự thật. Khi hầu hết các sàn thương mại điện tử uy tín ở trên đều xác nhận không có việc ký hợp đồng nào với Tài Lộc 888, đồng nghĩa với việc cái gọi là giật đơn để có hoa hồng khủng kia là điều phi thực tế. Người phụ nữ này sau khi nạp gần 20 triệu đồng vào Tài Lộc 888, chưa kịp rút về đồng nào thì ứng dụng đã bị sập. Không lấy được một đồng nào, tại vì là giật được 630.000 hôm đầu tiên, đặt lệnh rút rồi, tiền chưa về. Hôm sau lại giật tiếp được 620.000, cũng đặt thêm một cái lệnh nữa, nhưng mà tiền không về. Cứ nạp vào 10 triệu đồng, sẽ giật hoa hồng được tới 300.000 đồng một ngày, tương đương với lãi suất 3% một ngày, 90% một tháng. Người phụ nữ này thấy Tài Lộc 888 quảng cáo có hoa hồng quá hấp dẫn, chị đã đi vay để tham gia. Chị đi vay à? Vâng, còn vay lãi thì em nghĩ là bây giờ vay lãi cao 1 triệu 5.000 một ngày. Mà 10 triệu là 50.000, 10 triệu mất có 50.000, như thế là đã cao lắm rồi. Nhưng mà mình làm thì ở trong cái này 10 triệu đấy được 300.000 cơ. Thì mình cứ để thế để chơi thôi, mình nghĩ là chỉ làm độ 1 tuần gì đấy thì mình rút về. Không nghĩ là nó lại sập nhanh thế. Sau khi ứng dụng Tài Lộc 888 sập, không còn truy cập được, vài chục nhóm ở nhiều tỉnh thành khác nhau đã tập hợp để tìm cách đòi lại tiền. Mỗi nhóm tính sơ sơ cũng vài trăm cho đến hàng nghìn người. Người ít thì mất vài chục triệu, người nhiều thì vài trăm triệu đồng.